Lan Phương xin kính chào quý vị. Hôm nay Chủ nhật, 14 tháng 4, 2019. Đến với VTV sáng nay gồm có tin trọn lọc với Bích Phượng. Trong phần 2, chào Washington với Thanh Trúc. Để mở đầu, Lan Phương kính mời quý vị theo dõi tin trọn lọc với Bích Phượng. Nancy Pelosi, tôi không tin ông Barr, tôi chỉ tin ông Miller. Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi hôm thứ Tư đã chất vấn Bộ trưởng Tư pháp William Barr về mức độ trung lập của ông đối với Tổng thống Donald Trump. Bà cho biết bà rất quan tâm đến cách Bộ trưởng Barr giải quyết các báo cáo của ông Robert Mueller về nghi án Nga can thiệp chiến dịch bầu cử và cáo buộc ông Barr thiên vị chính trị. Bà Pelosi nói với tờ AP, ông Barr, nên nhớ ông không phải là bộ trưởng của Donald Trump, ông chính là bộ trưởng của Hoa Kỳ tôi không tin ông Bo, tôi chỉ tin tưởng vào Miller. Ông Bo đã công bố một bản tóm tắt báo cáo dày 400 trang của Robert Miller, nhưng Pelosi đã yêu cầu ông phải nộp toàn bộ tài liệu. Hôm thứ tư, Bộ trưởng Bo cho biết ông sẽ soạn thảo một bản báo cáo chi tiết hơn trong vòng một tuần, nhưng Pelosi nói rằng ông nên nộp toàn bộ báo cáo của Miller. Bà Pelosi trở thành chủ tịch hạ viện tại Điện Capitol đã được 100 ngày mặc dù chỉ trích tổng thống trump và các cố vấn của ông, nhưng bà vẫn hy vọng có thể được làm việc cùng tổng thống về các vấn đề chính trị mà cả hai đều có chung mục tiêu, bao gồm giảm giá thuốc theo tòa. bộ trưởng bo nói chiến dịch trump đã bị theo dõi. bộ trưởng wyden bo tuyên bố hôm thứ tư rằng ông nghĩ chiến dịch của tổng thống donald trump đã bị theo dõi với mục đích chống lại tổng thống và điều đó cho thấy nguồn gốc của cuộc điều tra nghi án nga đã bị giải quyết sai lệch. Bộ trưởng Barr đã xuất hiện trước Thương viện và đưa ra tuyên bố nhưng không cho biết hoạt động gián điệp là gì. Nhưng dường như ông đã ám chỉ lệnh theo dõi của FBI, lệnh một phụ tá của ông Trump. Ông Barr nói ông chắc chắn chiến dịch của ông Trump đã bị giám sát bất hợp pháp, nhưng ông chưa có bằng chứng, chứng minh. Tuyên bố của ông Barr nhanh chóng thúc đẩy Tổng thống Trump và người ủng hộ ông Trump khẳng định chiến dịch năm 2016 của Tổng thống đã bị FBI nhắm mục tiêu. Ông Barr cho biết ông dự tính sẽ công bố một bản báo cáo chi tiết dựa trên báo cáo gốc của ông Miller về nghi án Nga can thiệp chiến dịch bầu cử 2016. Đảng Dân Chủ lo ngại rằng ông Barr đang cố gắng che giấu những hành động phạm pháp của Tổng thống và bày tỏ thất vọng trước bản báo cáo tóm tắt gần 4 trang mà ông Barr đã công bố tháng trước. Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi trong một cuộc phỏng vấn với AP đã nói rằng bà không tin tưởng ông Barr và ngụ ý rằng các tuyên bố của Bộ trưởng làm giảm uy tín của ông với tư cách Bộ trưởng Cơ quan Tư pháp Hoa Kỳ. Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Gerald Nadler của New York thuyết rằng các tuyên bố của Barr mâu thuẫn với lời nói của ông trước đây. Chủ tịch Ủy ban Tình báo Adam Schiff của California nhận xét các tuyên bố của ông Barr làm hài lòng ông Trump nhưng dám một đoàn phá hoại nền dân chủ. Trong khi đó, các đảng viên Cộng hòa lại ca ngợi ông Barr. Đại diện Bắc Carolina, ông Mark Meadows, một đồng minh thân cận của tổng thống Trump thuyết rằng điều này cho thấy rằng ông Bo rất sẵn lòng bảo vệ tổng thống Trump. Tại phiên điều trần quốc hội, các thượng nghị sĩ khác ngạc nhiên khi ông Bo sử dụng từ gián điệp để mô tả chiến dịch Trump bị giám sát trái phép. Ông Bo là một nhân vật công chúng có kinh nghiệm trong việc lựa chọn từ ngữ cẩn thận khi phát biểu. Không rõ liệu ông có nhận ra một cơn bão chính trị đang kéo đến với ông trong khi từ gián điệp có thể được mô tả các hoạt động thu thập tình báo hợp pháp và cần thiết. Tổng thống Trump và những người ủng hộ ông trong trường hợp này có ý nghĩ tiêu cực. EU gia hạn thỏa thuận Brexit cho Anh đến Halloween. Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu hôm thứ Năm đã gia hạn Brexit cho phép Anh hoãn hàng chót đến Halloween. Hai quan chức cho biết lãnh đạo 27 quốc gia thành viên EU đã gặp nhau trong 6 giờ đồng hồ và đồng ý hoãn Brexit cho đến ngày 31 tháng 10. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk đã xác nhận thông tin trong một tweet tiết lộ thỏa thuận đã được gia hạn. Ông Tusk đã gặp bà May để bàn bạc về thỏa thuận. Các nhà lãnh đạo của các quốc gia thành viên EU đã nhóm họp để thỏa luận về tình trạng bế tắc của Anh chỉ hai ngày trước hạn chót Anh phải rời khỏi EU. Bà May đã đề nghị một cuộc họp khẩn cấp với mong muốn có thể kéo dài thêm hạn chót để giải quyết tình hình chính trị hỗn loạn, tránh việc Anh rời khỏi EU mà không có thỏa thuận. Nhiều lãnh đạo đã thông cảm với bà, nhưng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đưa ra một lưu ý cảnh cáo Thủ tướng Anh phải bảo đảm để không làm ảnh hưởng đến kế hoạch bầu cử nghị viện EU sắp diễn ra. Bà May tin rằng thời hạn 30 tháng 6 sẽ cho phép Quốc hội Anh phê chuẩn các điều luật cần thiết để thông qua thỏa thuận Brexit. Tuy nhiên, các nhà lập pháp Anh đã bác bỏ thỏa thuận này ba lần, mặc dù bà May đã cố gắng thỏa hiệp với các đối thủ chính trị của bà, nhưng tình hình vẫn không mấy khả quan hơn. Bầu cử Israel cho thấy chia rẽ chính trị sâu sắc. Chiến thắng của Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã làm chia rẽ chính trị thêm sâu sắc tại Israel. Thủ tướng Netanyahu được kỳ vọng sẽ thúc đẩy một chính sách cứng rắn hơn với nhà nước Palestine. Israel là một đất nước bị chia rẽ sâu sắc bởi các bộ lạc bao gồm người do thái với người Ả sập do thái giáo và do thái thế tục do thái có nguồn gốc từ châu âu và những người có nguồn gốc từ trung đông cư dân đô thị và cư dân ở những thị trấn xa xôi khu định cư west bank và thủ đô bảo thủ jerusalem bản thân Netanyahu là một người do thái thế tục một triệu phú có học thức ở hoa kỳ đã liên kết với người do thái nghèo khổ bị áp bức ông đã trở thành anh hùng của họ. Alon Davidi, thị trưởng của thị trấn Shredrod, nhận xét Netanyahu là thủ tướng tốt nhất của Israel và người dân sẽ tiếp tục ủng hộ ông. Lốc xoáy tại Trung Mỹ gây cản trở giao thông. Cảnh cáo của Blizzard được công bố cho biết bão và lốc xoáy sẽ đổ bộ vào miền Trung Hoa Kỳ, làm tăng khả năng lũ lụt ở Trung Tây. Tuyết rơi làm gián đoạn các tuyến đường giao thông trên mặt đất và trên không vào thứ tư. Các tuyến đường bị tắc nghẽn do tuyết rơi dày phía đông Bắc Nam Dakota. Khoảng một nửa số chuyến bay tại phi trường Denver đã bị hủy bỏ. Nam Dakota và Tây Nam Minnesota. Cơ quan thời tiết quốc gia cho biết dự đoán tuyết sẽ rơi dày lên đến 2.5 feet ở một số khu vực phía đông Nam Dakota và Tây Nam Minnesota gió hơn 50 mai một giờ có thể đe dọa tính mạng. Nhà chức trách giao thông đã phong tỏa xa lộ liên tiểu bang 29 từ phía đông trung tâm Nam Dakota đến biên giới Bắc Dakota và cho biết nhiều đoạn đường khác của tiểu bang có khả năng cũng bị phong tỏa trong điều kiện rất xấu. Cơn bão đã gây ra nhiều tai nạn giao thông phía đông Bắc Nam Dakota và đánh sập hệ thống điện của hàng ngàn ngôi nhà cùng các doanh nghiệp ở Swiss Falls. Nhà chức trách ở Colorado đã phong tỏa một đoạn đường dài 150 miles thuộc xa lộ liên tiểu bang 76 từ phía đông bắc Denver đến biên giới Nebraska. Thống đốc Jairus Paulus đã sẵn sàng với vệ binh quốc gia trong trường hợp khẩn cấp để giải cứu người bị nạn. Nhiều tai nạn ở Minnesota vì bão nặng đã khiến giới chức phong tỏa 10 miles đường cao tốc về phía nam của Minneapolis thống đốc Nam Dakota bà Kristi Noem đã cho đóng cửa 52 văn phòng của county và một số văn phòng của Black Hills National Forest phía tây nam Dakota và phía đông Wyoming. Thống đốc tiểu bang Minnesota Tim Walsh cho biết về bên quốc gia đã được triển khai để sẵn sàng hỗ trợ và cứu những người bị nạn. Hôm thứ Sáu, dịch vụ thời tiết cảnh cáo bão băng một phần phía nam tiểu bang Minnesota lên tới 3 phần 4 inches có thể tích tụ trên đường dây điện và dẫn tới mất điện. Kính thưa quý vị, chương trình VATV đến đây xin tạm ngưng. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo. Cáo phó, gia đình chúng tôi trong niềm thương tiếc vô biên. Xin kính cáo cùng thân bằng quyến thuộc. Ông Châu Paul, Pháp danh Nguyên Châu, sinh ngày 26 tháng 3 năm 1954 tại Việt Nam, từ trần ngày 10 tháng 4 năm 2019 tại Brook, Virginia, Hoa Kỳ, nhằm ngày 6 tháng 3 năm kỷ hợi, hưởng thọ 65 tuổi. Linh cử được hoàn tại Fairfax Memorial Funeral Home, 9902 Braddock Road, Fairfax, Virginia 22032, điện thoại số 703-425-9702 chương trình tang lễ. Tang lễ sẽ được cử hành vào ngày thứ Tư 17 tháng 4 2019 tại Fairfax Memorial Funeral Home từ 12 giờ trưa đến 8 giờ tối, thăm viếng. Ngày thứ Năm 18 tháng 4 2019, 10 giờ sáng, lễ di quan và an táng, tang gia đồng kính báo, cáo phó này thay thế thiệp tàng, xin miễn phúng điếu. Thành kính phân ưu, ông Châu phò là cậu ruột của tường vi cộng tác viên của vatv và sptndc toàn thể các cộng tác viên của vatv và sptndc xin thành thật chia buồn cùng tường vi và tan quyến cầu nguyện cho linh hồn của ông châu po sớm được thanh nhàn nơi cõi phật